Xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhá. Tối ngày hôm nay thì Hải đã có mặt tại phía trước cột chờ Bến Thành, cũng như là phía trước mọi người. Thì hôm nay thì Hải thấy quan sát là đã tiến hành làm trở lại cách đây một tuần rồi. Đấy, đang dựng những cái khung ở phía bên trong đấy. Thì như Hải được hôm qua có đọc trên báo cà phê á, thì đưa tin là những cái chỗ mà những cái chung cư mà chỗ tuyến metro Bến Thành Suối Tiên chạy qua giá có những cái căn mặt bằng khá là đắt, những cái căn hộ mà đến 400 triệu một mét vuông đó mọi người, khá là cao luôn đấy. Thì cuối năm nay thì tuyến metro được hoàn thành và bàn giao rồi. Những cái chỗ như căn chung cư rồi những cái tòa nhà cao chỗ tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đi qua thì giá mặt bằng sẽ rất là cao luôn mọi người. Thì bây giờ mình cùng đi dạo dọc tuyến metro phía trước của chợ Bến Thành để xem và cập nhật những hình ảnh mới về đêm nhá. Đây phía trước của mọi người là chợ Bến Thành, mọi người tới đây rất là đông, đêm cũng như ngày vậy á. Chỉ có buổi trưa thì khá thời tiết khá là nắng nóng thì ít mọi người qua thôi. Thế theo Hải nhìn thấy thì lượng người đổ về sáng sớm về đêm rất là đông tại khu vực này. Thì cô chú anh chị mình nếu mà vào Sài Gòn cũng vậy thôi. Những người về Bắc thì chắc chắn là phải tới chợ Bến Thành, mình sẽ chụp tấm ảnh làm kỷ niệm rồi. Rồi cô chú anh chị mình ở nước ngoài về cũng vậy, để về tranh thủ chụp một vài tấm hình để làm kỷ niệm. Nếu như lần trước Hải thấy chú Đức ấy, chú về chú đi những cái chỗ nào mà đẹp nhất tại Sài Gòn là chú sẽ đấy chụp hình và làm kỷ niệm trở lại. Bây giờ mình cùng đi ra lên đường Phan Chu Trinh. Sau đấy là mình quay lại con đường Hàm Nghi nha. Không biết là hôm nay cái cửa này có làm cái gì về đêm không. Đây, hôm nay thời tiết này khá là đẹp, không nắng, không nóng cho lắm. Cũng may nếu mấy ngày hôm nay thì nó cũng đỡ mưa hơn so với tuần trước. Cuối tuần trước thì thời tiết khá là xấu. Ở đây có một anh shipper người Hàn Quốc à. Này thì chắc là sáng nay mới làm lại, che bạt sơ sơ lại mọi người. Tối sáng mai mới làm, thì ngày mai Hải tranh thủ ra quay cho mọi người xem một xíu về ở khu vực này làm đây nhá. Đang làm, công nhân đang làm đây, cầm củi làm ở phía cửa. Khu vực này thì không biết là có mở lại chợ đêm không, có một số bán hàng rong ở khu phố Mã Lai cũng vậy. Thì ngày trước Hải mới vào đây á, thì khu vực này là một cái chợ đêm khá là lớn ở đây này, bán rất là nhiều đồ. Nhưng sau đấy vướng vào cái chỗ tuyến metro Bến Thành Suối Tiên thì từ đó cho đi rồi đấy, không thấy có chợ đêm nữa. Thì cũng hy vọng là trả lại cái chợ đêm ở đây cho mọi người đi tham quan và vui chơi tại khu vực này. Đang có người nghe tiếng máy cắt đang làm tại đang thi công phía trước này, làm cả đêm luôn rồi. Ở như Hải thấy thì làm công trình thì làm đêm thì thích hơn mọi người, nó hơi bất ngủ một xíu thôi, nhưng mà làm đêm thì nó khá là mát và dễ chịu cho mình. Mình bây giờ mình cùng đi về hướng đường Hàm Nghi nhé. Hải thấy là bên đấy bắt đầu là có hiện tượng bán hàng rong tại khu vực đường Hàm Nghi rồi đấy.
Còn đây là hình ảnh phía bên trong này, không biết là có những cái gì này. Mình thấy là có những cái trụ này, rồi tấm kính nhé. Đây rất là đông du khách nước ngoài họ đi ở khu vực này. Để ra bên cùng đi lên đến hướng đường Trần Hưng Đạo, sau đấy mình quay về đi hướng bên kia nha. Bên kia tập trung khá là đông người. Phải công nhận là hàng rong ở Việt Nam này mọc như nấm với mọi người. Khu vực phía bên ngoài đấy này, này mới vừa mở có vài hôm này, hàng rong lại mọc lên rồi. Này mới vừa hút được người đấy, đây khoảng vài tuần nữa. Có hôm trước chẳng có người nữa. Đến hôm nay thấy có vẻ là khá là tấp nập. Bây giờ mình cùng sang bên đường Hàm Nghi. Ở khu vực này mọi người sẽ thấy có một cái đứa vạch kẻ đường á, cho mình đi sang hướng đường Cam Ích. Và hướng này là mình về với con đường Phạm Ngũ Lão, lên đường Trần Hưng Đạo. Đây là đường Trần Hưng Đạo này, đây là đường Phạm Ngũ Lão. Bây giờ mình cùng sang đường bên đường Cam Ích. Khu vực này đến người Việt với người nước ngoài mình sang đường rất là khó luôn đó. Ôi, cái chỗ này nó tự nhiên không có cái đèn đỏ, chỉ có đèn vàng thôi, chỗ đèn đi chậm. Thì bây giờ mình cùng qua nhé. Đấy, người nước ngoài họ đâu có dám qua đâu. Đây này, đứng cái góc này là cái góc triệu view mọi người này. Góc này cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay mấy cái tòa nhà lên đèn rực rỡ. Phải đây, phải đứng lại đây chụp một cái ảnh nhá. Nếu mà bỏ được hai cái cây xăng này thì còn đẹp nữa luôn á. Không hiểu là họ thiết kế làm gì. Ôi, lực lượng công an vào đây này, giải tán rồi. Đậu xe trong này rất là mắc. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Lên đèn ở khu vực này lung linh luôn đó. Bắt lên xe máy này mà cứ tưởng là vào bên trong, bắt bên trong này. Ngày hôm nay thì thấy khu vực này là khá là sạch sẽ và gọn gàng. Đây là cái địa điểm có vẻ là khá là hút người tới đây.
này, khu vực này thì đã thấy bán hàng rong rồi mọi người, nhộn nhịp. Đây. Cứ chỗ nào mà có đông người thì chỗ đấy lại có hàng rong. Cái Sài Gòn này lạ. Mọi người thấy nhộn nhịp và tấp nập về đêm rất là thích. Tối tối ở đây ngồi uống cà phê cũng được. Thì chắc đến đây hãng xin phép được dừng nha mọi người. Hẹn tất cả mọi người ở một clip sáng ngày mai nha. Và bây giờ nó cũng clip nó dài rồi, hãng xin phép được dừng ở đây. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Hẹn tất cả mọi người ở một video sáng mai nha.